CEO Nguyễn Phương Hằng thú nhận rất hoang mang khi biết mình vi phạm bản quyền vì chế lời đoạn buồn đêm mưa. Công an bắt hai kẻ cầm đầu hai nhóm giang hồ hỗn chiến tại tiệc cưới ở Phú Nhuận. Vụ người đàn ông bị tấn công sau khi làm thơ trên Facebook nhóm đối tượng khai gì? Tiếp vụ cư dân PCT High Park than trời vì nước bẩn. Ban quản lý chủ đầu tư công ty cấp nước nói gì? Lễ Katina nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Khmer. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo giao thông. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, mới đây trong đoạn live stream ngắn CEO Nguyễn Phương Hằng thú nhận khi hát và chế lời bài hát đoạn buồn đêm mưa của tác giả Tú Nhi, danh ca Chế Linh và Vinh Sử, bà không hề biết tác giả là ai. Bà cũng không hiểu biết gì về bản quyền nên vô tư chế lời bài hát này thành bài hát T30 và tôi, Mưa An Phước siêu nguyễn phương hằng nhắn lời đến danh ca chế linh rằng mọi người khuyến khích danh ca chế linh thư kiện bà phương hằng về việc vi phạm bản quyền nhưng bà vẫn tin một điều một người có nhân cách như danh ca chế linh một người nhạc sĩ nổi tiếng như danh ca chế linh sẽ chẳng bao giờ làm điều đó giác quan thứ sáu mách bảo bà hằng rằng danh ca chế linh sẽ chẳng bao giờ làm điều đó khi bà hằng nghe mọi người nói mình vi phạm bản quyền vì chế lời bài hát đoạn buồn đêm mưa bà khá hoang mang vì không hiểu lắm về vụ bản quyền âm nhạc bà hằng cho biết sẽ có một ngày bà sẽ công khai cảm ơn danh ca chế linh trước công luận và nếu đủ duyên bà sẽ mời danh ca chế linh về việt nam biểu diễn CEO nguyễn phương hằng cũng nói thêm rằng bà rất mê giọng hát và âm nhạc của danh ca chế linh không chỉ bà mà ba mẹ của bà ngày xưa cũng rất mê nhạc của chế linh bà rất muốn mời danh ca về nước tổ chức live stream tại khu du lịch đại nam vì bà không có gì khác ngoài điều kiện bằng một văn bản khá dài có tên thư lên tiếng danh ca chế linh cho biết bà nguyễn phương hằng có bài hát đoạn buồn đêm mưa tại khu du lịch đại nam sau khi bà được trả tự do theo danh ca chế linh nghĩ rất đơn giản vì bà hằng thích bài hát này và muốn làm cho mọi người vui không mưu cầu trục lợi nên không việc gì phải lên tiếng nhưng các bạn youtuber đã khai thác quá đà giật quá nhiều tít câu view gây sự ồn ào trong cộng đồng mạng danh ca chế linh cho biết không quan tâm lắm đến việc chế lời những bài hát của mình để hát làm vui những bài hát của danh ca chế linh đã bị chế lời rất nhiều trước những năm 1975 trên các đường phố tại sài gòn như trường hợp của chị nguyễn phương hằng chế lời t30 và tôi và mưa an phước đó là cảm xúc và tâm trạng hợp với giai điệu của bài hát đó vì vậy danh ca chế linh không các bạn youtuber không nên theo dệt, không đâm đặt câu chuyện dẫn đến những ồn ào không đáng có, đẩy câu chuyện đi quá xa. Theo danh ca chế linh, sau khi bài viết CEO Nguyễn Phương Hằng có vi phạm bản quyền âm nhạc đăng trên dân Việt ngày 2 tháng 10 năm 2024, rất nhiều người nhắn tin cho ông đề nghị ông lên tiếng về việc này. Tuy nhiên ông thấy việc này cũng không có gì đáng để lên tiếng bởi ông cảm nhận được việc CEO Nguyễn Phương Hằng phải yêu thích bài hát này lắm mới chế lời và biến nó thành bài hát thể hiện tâm trạng của mình trong trại giam. Liên quan đến hai nhóm giang hồ có số má hỗn chiến tại tiệc cưới ở quận Phú Nhuận, mới đây công an đã bắt nam cây thị và trung mọi. Ngày 14 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC02 đang điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 22 tháng 6 tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới ở phường 9 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 6, tại sảnh của trung tâm hội nghị nêu trên diễn ra tiệc cưới của anh NHMM con trai của NCM, ngụ tại phường 13 quận Phú Nhận. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hoàng Đức Trung, Trung Mọi, xô sát với nhóm của Nguyễn Hòa Nam, Nam Cây Thị, hậu quả là Nam bị tấn công gây thương tích. Những người liên quan còn đập phá nhiều tài sản tại tiệc cưới và gây mất an ninh trật tự nơi công cộng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là thanh toán bằng nhóm nên tập trung điều tra truy xét. Đến ngày 4 tháng 10, PC02 đã bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Trung và Nguyễn Hòa Nam Nam Cây Thị cùng ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là hai người cầm đầu trong vụ án trên. Theo cơ quan điều tra, Nam Cây Thị và Trung Mọi là hai nhân vật có số má và đã có mâu thuẫn trước đó. PC02 kêu gọi Lê Kim Long Vũ, tên gọi khác là Vũ Mụn, sinh năm 1993, trú tại 237 suộc 44 Trần Văn Đang, phường 11 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Văn Dũng, tên gọi khác Dũng AK, sinh năm 1995, cư trú tại 26 trên 75B, Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Ngọc Hòa, tên gọi khác là Kiến Lửa, sinh năm 1989, cư trú 266, suộc 40, suộc 37, suộc 14, suộc 10, Tôn Đản, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1991, cư trú 013 Lô C, Chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Anh Phúc, sinh năm 1996, cư trú 462 số 42 số 24, cách mạng tháng 8, phường 11 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Quang Linh Tên gọi khác là Bi sinh năm 1991, cư trú 521 thuộc 29 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Minh Sang, tên gọi khác Sang Ngọ, sinh năm 1990, cư trú 237 thuộc 56A, Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và những đối tượng khác có liên quan đến vụ án đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ai bao che sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Đồng thời nếu ai có thông tin hoặc tài liệu có liên quan đến vụ án và đối tượng nêu trên thì thông báo hoặc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đội 3 PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra viên Nguyễn Quang Vinh số điện thoại 0879 655 644 để cung cấp thông tin. Mới đây, công an địa phương ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện sau khi làm thơ đăng trên Facebook. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã đưa ra lời khai ban đầu. Sáng 14 tháng 10, công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây rối trật tự xã hội xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người tấn công dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau quá trình điều tra, công an xã Ngư Thủy đã triệu tập 7 đối tượng có liên quan. Nhóm người này đều trú tại thôn Liêm Tiến, cách nhà nạn nhân không xa tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do bài thơ của ông lư đăng lên facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến yêu cầu ông lư gỡ bài đăng tại nhà ông lư nhóm đối tượng và ông lư xảy ra cự cãi sau đó cả nhóm đã lao vào tấn công ông lư để dạy cho ông này một bài học dẫn đến thương tích hiện vụ việc đã được chuyển cho công an huyện lệ thủy thụ lý điều tra Ngày 10 tháng 10, lúc ông Lư cùng vợ đang dùng bữa cơm tối thì bất ngờ xuất hiện nhóm 7-8 người lạ mặt đi hai xe ô tô ập vào nhà anh. Nhóm người này không nói năng gì, lập tức lao vào tấn công ông Lư sau khi nạn nhân bất tỉnh. Nhóm người còn kéo chân ông Lư ra trước hiên nhà và tiếp tục tấn công. Khi thấy bà con làng xóm chạy đến căn ngăn, những người này mới dừng tay, sau đó lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Vì thương tích nặng, ông Ngô Văn Lư đã được người nhà chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, hiện ông đang trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người. Theo anh Ngô Văn Luyết, con trai của ông Lư nhận định, nguyên nhân sự việc có thể xuất phát từ câu chuyện vào ngày 9-10 tháng 10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng truyền do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn, sau đó các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế ông Lưu đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng truyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook có thể từ đây những người trên đã đến nhà tấn công bố của anh. Ngày 14 tháng 10, công an thành phố Hà Nội thông tin mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm nhiệm vụ để nhận hoa hồng. Với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy thủ đoạn này. Thủ đoạn của các đối tượng là tuyển cộng tác viên online thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc các doanh nghiệp buôn bán sản phẩm. Môi nhử đưa ra rất hấp dẫn như mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng tranh lệch 10 đến 20%, khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng. Đến đơn hàng có giá trị cao các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Nhiều người, nhất là những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm hoặc là có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã bị các đối tượng rụ rỗ, tham gia làm cộng tác viên và chiếm đoạt tài sản. Mới đây, thêm một người phụ nữ ở quận Hà Đông bị lừa gần 600 triệu đồng với thủ đoạn như trên. Theo đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin trình báo của chị Hát, sinh năm 1977, trú tại La Khê, Hà Đông về việc chị có làm cộng tác viên, làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng trên mạng. Sau khi được các đối tượng hướng dẫn, chị Hát đã chuyển gần 600 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không rút được tiền, lúc này chị mới biết là mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy chiêu trò này. Người dân cũng nên cảnh giác trước những lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật Sáng 14 tháng 10, lực lượng công an Đồng Nai phối hợp với đơn vị liên quan đã di rời tàu hàng Việt Á 999 khỏi gầm cầu Đồng Nai. Sau hơn 7 tiếng nỗ lực, các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công tàu hàng mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai. Thông tin ban đầu khoảng 20 giờ 45 phút tối 13 tháng 10, tàu hàng Việt Á 999 đi trên sông Đồng Nai khi qua cầu đồng nai đoạn giáp danh đồng nai và bình dương thì phần nóc cabin mắc kẹt vào gầm cầu không thể đi tiếp được nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông triển khai các giải pháp cứu hộ các lực lượng chức năng đã bơm nước vào khoang chứa hàng đang chống trên tàu để dìm tàu xuống tránh va chạm với gầm cầu tuy nhiên thời điểm này nước sông đang dâng lên nhanh khiến cho nóc cabin tiếp tục bị vướng vào gầm cầu vì vậy lực lượng chức năng cũng phải cắt phần tháp điều khiển tàu và tiếp tục bơm nước vào khoang hàng. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng 14 tháng 10, tàu hàng được giải cứu thành công và được đưa về nơi neo tại khu vực gần cầu An Hảo thành phố Biên Hòa. Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân, đánh giá thiệt hại từ sự cố trên. Thời gian gần đây, theo phản ánh của nhiều cư dân sinh sống tại dự án PCT High Park ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, hiện nguồn nước họ đang sử dụng vẫn chưa được cải thiện. Trong nước xuất hiện vật thể lạ, cặn bẩn và các đầu lọc đều ngả vàng. Liên quan đến vấn đề trên thì ban quản lý đã có văn bản phản hồi rằng với vai trò là ban quản lý. Ban đầu, khi nhận được thông tin từ những cư dân đầu tiên phản ánh về nguồn nước, đơn vị đã tiến hành đến căn hộ kiểm tra nguồn nước và thực hiện sục rửa đường ống trục nhánh khi cư dân có yêu cầu thực hiện. Sau đó, thì ban quản lý đã lấy mẫu nước tại đường ống chính xét nghiệm 14 chỉ số tại Viện Pasteur và kết quả các chỉ số đạt tiêu chuẩn sử dụng. Tiếp theo, thì phía ban quản lý cho hay họ đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống nguồn nước, đặc biệt là hai bể chứa nước, gồm có bể trên mái và bể dưới hầm. Kết quả, bể chứa và nước hoàn toàn sạch theo đúng quy trình quản lý. Song song đó, ban quản lý cũng đã gửi email thông báo cho công ty cấp nước Trung An xuống kiểm tra làm rõ nguyên nhân. Sau đó ngày 12 tháng 7 năm 2024, công ty cấp nước Trung An đã phối hợp cùng với ban quản lý test nhanh mẫu nước được lấy tại nhiều vị trí khác nhau và kết quả cho ra các chỉ số đã đạt. Và ngày 19 tháng 7, đơn vị Trung An thực hiện công tác xả cặn đường ống vào trước khi cấp vào tòa nhà bên cạnh đó phía ban quản lý đã kiểm tra bể nước tầng hầm tầng mái và các cụm ống hệ thống cấp nước kín bể mái kín được đặt trên bệ đỡ khô giáo bể hầm được ốp lát gạch men không dò dỉ côn trùng bùn đất không thể xâm nhập bể hầm và đường ống khi đó, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển gia cư, gọi tắt là công ty Gia cư và ban quản lý đã phối hợp kiểm tra toàn bộ hệ thống và không tìm ra nguyên nhân. Ban quản lý cho hay như vậy, việc nước bẩn và có những sinh vật lạ có khả năng đến từ nguồn nước được cung cấp. Thì công ty gia cư là chủ đầu tư cho biết đơn vị đã khẩn trương phối hợp với cơ quan có chuyên môn tiến hành kiểm tra xác minh nguyên nhân. Theo chủ đầu tư, việc các tạp chất có trong nguồn nước tích tụ sau một khoảng thời gian có khả năng là lý do dẫn đến tình trạng nguồn nước như hiện nay. Đồng thời, công ty này cho biết thêm việc can thiệp nguồn nước triệt để thuộc trách nhiệm của công ty cổ phần cấp nước Trung An. Trước đó tại họp báo kinh tế và xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Minh Hải, phó giám đốc công ty cổ phần cấp nước Trung An cho biết, hiện nay nguồn nước công ty Trung An phân phối cho người dân trên địa bàn phường Thạnh Xuân, quận 12 từ nhà máy nước Tân Hiệp nguồn nước ra khỏi nhà máy được kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan quản lý nhà nước và của saguaco theo quy chuẩn theo đó ông minh hải cho hay về hệ thống bể chứa đường ống nước và các thiết bị vệ sinh cũng như là bể chứa hai hầm chứa nước của trung cư là do ban quản lý trung cư chịu trách nhiệm hiện tại ngoài việc phải bỏ tiền để mua nước sử dụng thì giờ đây cư dân phải thêm một khoản chi phí chính là mua máy lọc nước đầu lọc một trong những cư dân sinh sống tại đây cho biết hiện giờ gia đình chị phải chi trả chi phí lấp cục lọc tổng là hơn 3 triệu đồng. Khoảng 5 đến 7 ngày sẽ thay cục lọc một lần với giá 150.000 đồng. Bên cạnh đó chị phải lắp thêm hệ thống lọc ở vòi uống nước với giá 12 triệu đồng và mỗi lần thay cục lọc cũng phải mất 50.000 đồng. Theo chia sẻ của cư dân, sau khi đại diện công ty gia cư là chủ đầu tư trực tiếp xuống kiểm tra nguồn nước của căn hộ thì đã có biên bản làm việc và kết quả cụ thể. Theo biên bản sau khi tháo bộ lọc đầu nguồn, kết quả là nước có cặn, có run và nước hơi vàng. Sau một tháng gấp rút sửa chữa do nước lũ làm đứt, cầu phao Ninh Cường nối hai huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh đã hoạt động trở lại. Sáng 14 tháng 10, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14 tháng 10, cầu phao Ninh Cường chính thức thông xe hoạt động trở lại. Trước đó, cầu phao Ninh Cường bị ảnh hưởng do mưa lũ làm đứt vào ngày 11 tháng 9. Sau hơn một tháng, cầu phao được trục vớt, gấp rút thay thế sửa chữa nhiều hạng mục. Phấn khởi di chuyển qua cầu phao ngày thông xe trở lại, bà Trần Thị Ngáp, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh chia sẻ: "Cả tháng nay tôi mong ngóng từng ngày cầu phao hoạt động trở lại. Nhà tôi ở thị trấn Ninh Cường nhưng tôi làm ở công ty bên Nghĩa Thái nên ngày nào cũng di chuyển qua sông Ninh Cơ để đến công ty. Cầu phao đi lại được tôi cũng không phải mất tiền đi đò và mất thời gian đợi chờ lâu nữa." cầu Phan Ninh Cường đã đi vào hoạt động được gần 25 năm. Mỗi ngày có khoảng 9.000 phương tiện qua lại. Cầu có chiều dài 297 m chiều ngang toàn phao 8,4 m và lòng dầm 3,5 m Các phương tiện lưu thông qua lại cầu phao chỉ được phép có trọng tải tối đa 10 tấn, chiều cao dưới 3,5 m Cầu phao thiết kế dạng xà lan và kết nối dầm lại với nhau, rồi buộc bằng dây thép to, xích, có tổng cộng 8 phao ghép nối nhau. hàng ngày cầu phao được cano kéo phao ra để mở luồng lưu thông đường thủy cho tàu. Thuyền đi lại, giờ quy định là 9 đến 10 giờ, 15 đến 16 giờ, sau đó cầu phao lại được cano kéo lại để kết nối cho các phương tiện di chuyển tiếp. Lễ Katina còn gọi là lễ dâng y cà sa là một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer, thể hiện sự tôn kính của bà con Phật tử đối với các chư tăng. Dịp này bà con sẽ dâng lên cho các vị sư sãi nhiều vật phẩm thiết yếu, nhưng có một vật phẩm không thể thiếu, đó là áo cà sa. Lễ Katina của đồng bào Khmer là nghi lễ truyền thống có từ lâu đời, được bà con giữ gìn và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Hàng năm, cứ 3 tháng an cư nhập hạ, khoảng thời gian các vị sư sãi tập trung tu tập không được vi phạm giới luật là mùa lễ Katina diễn ra từ ngày 16 tháng 9 âm lịch đến rằm tháng 10 tức là 15 tháng 10 âm lịch. Bà con Khmer chủ yếu theo Phật giáo Nam tông nên rất tôn thờ Đức Phật, kính trọng sư sãi theo ông Sơn Cưm, thành viên của Ban Quản trị Chùa Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, mùa lễ Katina diễn ra trong 30 ngày. Theo quy định, mỗi chùa một năm chỉ được tổ chức đại lễ dân y Katina một lần và bất cứ ngày nào trong vòng một tháng, ngay sau mùa an cư nhập hạ kết thúc. Mỗi chùa sẽ ấn định ngày tổ chức lễ cụ thể rồi thông báo đến bà con Phật tử trong phum sóc biết để các gia đình có tâm nguyện tổ chức đám dâng y cà sa chuẩn bị chu đáo nhất. Ông Sơn Cưm cho biết gia đình làm đám Katina phải có sự chuẩn bị từ sớm. Những vật phẩm dâng cúng dịp lễ là những vật dụng hàng ngày như bình bát để sư sãi khất thực, tập viết để sư học tập, hoa quả, thực phẩm thuốc men. Nhưng có một vật phẩm quan trọng nhất không thể thiếu trong lễ Katina là áo cà sa, thể hiện sự tôn kính các chư tăng. Áo cà sa được xem như là báu vật của nhà Phật, là biểu tượng của lòng từ bi, của giới hạnh và của sự giải thoát khi khoác lên mình chiếc áo cà sa các vị tỳ khưu như luôn được nhắc nhở mình là người xuất gia phải giữ giới bên cạnh đó chiếc áo cà sa như đem đến cho các vị tỳ khưu sự an lạc giúp phát lộ lòng từ bi giúp tăng sự can đảm sức mạnh và trí tuệ để vượt qua những chướng ngại trên con đường tu tập theo quan niệm của bà con Khmer, ai làm chủ lễ dân y cà sa sẽ luôn gặp điều may mắn, tích được nhiều phước báu, sống lâu, sống khỏe, an lạc, sức mạnh và trí tuệ. Do vậy, ai cũng mong muốn được một lần đứng ra tổ chức lễ Katina. Về điều này thì ông Thạch Danh Phật tử Chùa Khơ Ni, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh từng là chủ lễ Katina cho rằng Phật tử thực hiện lễ dân y cà sa là để thể hiện thiện tâm của mình đối với các vị chư tăng, tỏ lòng thành kính với Đức Phật cầu cho phum sóc yên ấm, gia đình bình an không phiền não, mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, tạo không khí vui tươi cho phum sóc. Gia chủ muốn tổ chức lễ Katina phải có kế hoạch và đăng ký với nhà chùa từ một năm trước. Được tổ chức lễ Katina là niềm tự hào và ước nguyện của mỗi gia đình, góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường sự đoàn kết đồng lòng giữa chư tăng, Phật tử trong phum sóc. A à Cha Sơn Sa Vết ở ấp Hòa Lạc B, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết, Trà Vinh là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, nên dịp lễ Katina hàng năm, mỗi chùa nhận trung bình từ 3 đến 5 đám dân y cà sa, cá biệt có những chùa nhận đến vài chục đám. Nhưng tất cả các đám phải dâng đúng ngày nhà chùa đã ấn định. Ngày nay các vật phẩm được dâng cúng trong dịp lễ, cũng được gia chủ chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, phong phú hơn, qua đó cho thấy đời sống của bà con Khmer ngày càng khấm khá hơn. Acha à, Sơn Savet cho biết, thông thường lễ Katina sẽ tổ chức trong hai ngày. Ngày thứ nhất, các gia đình làm chủ lễ thỉnh các nhà sư đến tụng kinh cầu an cho gia đình và cư dân trong phum sóc. Ngày thứ hai, gia đình chủ lễ đón tiếp khách mời đến tham dự và cùng đông đảo bà con Phật tử long trọng dâng các vật phẩm vào chùa, được các vị sư dẫn đầu đi ba vòng xung quanh chánh điện, chùa hành lễ Phật. Sau đó thực hiện nghi thức dâng y và nghi thức thọ y tại chánh điện. Các gia đình chủ lễ dâng cúng tiền cho nhà chùa, từ đó nhà chùa có nguồn tài chính, trùng tu, sửa chữa, xây dựng các hạng mục cần thiết, tạo diện mạo khang trang hơn. Dịp lễ Katina, các gia đình làm chủ lễ, tùy theo điều kiện kinh tế mà tổ chức với quy mô khác nhau, mời bà con trong phung sóc, những người thân đến tham dự cùng nhau đóng góp, hùn phước để gieo duyên với Phật. Theo bà Sơn Thị Hồng La ở ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, dịp này các phung sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống rất rộn ràng vui nhộn. Bà con đến dự lễ mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Khmer, càng làm cho dịp lễ lung linh sắc màu, tô đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài âm thanh từ dàn nhạc ngũ âm để tăng thêm phần long trọng, tạo bầu không khí náo nhiệt, một số chủ lễ còn kết hợp thêm phần trình diễn của các đội múa trống sa răm, múa rô băm giúp cho buổi lễ càng thêm ấn tượng. Lễ Katina là một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer, thể hiện sự tôn kính của bà con Phật tử đối với các chư tăng. Lễ Katina sẽ trở thành một nét đẹp trong văn hóa của Phật giáo Nam tông và đây sẽ là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời Đức Phật và được gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày nay. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.